Thưa quý vị, từ ngày 27 tháng 9 đến nay, hồ chứa nước sông Rai tiến hành xả lũ nên vùng hạ lưu xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị ngập nặng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và thiệt hại mùa màng của hàng chục hộ dân. Hầu như vào thời điểm này mọi năm, vùng hạ lưu ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức đều bị ngập do hồ sông Rai xả lũ. Năm nay, xã có khoảng 81 hecta lúa và hoa màu của 67 hộ dân bị ngập trong đợt xả lũ này. Riêng hai cái ngày 3, ngày 4 này á, nước nó dâng lên rất mạnh. Chúng tôi là đại diện ủy ban xã Rao và điện qua chỗ tạm thủy lợi Châu Đức thì phối hợp để xuống kiểm tra. Theo người dân xã Suối Rao, từ năm ngày trước, khu vực thôn 4 đã bị ngập nhưng không nghiêm trọng. Tuy nhiên càng về sau, mực nước bất ngờ lên nhanh đã làm ngập hầu hết hoa màu của người dân trong thôn bây giờ là nước mỗi giờ nó mỗi tăng lên là coi như những cánh đồng lúa thì bây giờ là coi như là cũng như cái, cái biển vậy đó nó trắng đó. lúa thì coi như 20 ngày có là mới gieo khoảng 10 ngày có bây giờ coi như toàn bộ là ngập hết làm uh, hai mẫu trăm uh, trồng uh, 850 cây mít uh, 500 cây nhãn 400 cây ổi như hoa màu như là đậu cà mà uh, hôm đợt rồi là có chết một ít rồi đó mà đợt này thì chưa biết sao mà ngập sâu hơn theo thông tin từ trạm thủy lợi Châu Đức đến ngày mai mùng 7 tháng 10 việc xả lũ hồ sông Rai mới kết thúc nên tình trạng ngập tại xã Suối Rao chắc chắn sẽ còn tiếp diễn do đó người dân xã Suối Rao rất cần sự hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền để vượt qua khó khăn này.